Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Cuối tập trước, sau khi hỏi Hồng Hoang Tổ Long ba vấn đề, thấy vị lão tổ của Long tộc này không khỏi ngẩn ra hồi tưởng lại quá khứ, thì Từng Trần liền nói: "Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, đến lúc đó, ngươi có thể tìm kiếm mỹ vị thiên hạ, như vậy khó chịu lắm sao? Hơn nữa, cái gọi là thần phục cũng không phải là muốn nô dịch ngươi, chỉ là để ngươi đi theo ta mà thôi, đến lúc đó, linh hồn của ngươi sau khi thoát khốn, có thể lại được tự do, thậm chí, ngươi muốn đi theo ta, ta liền đồng ý với ngươi." có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi nghe thấy lời từng trần nói hồng hoang tổ long lập tức tỉnh táo lại đầu lập tức ngẩng lên hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tần trần kinh hỉ hỏi thật sao ánh mắt hồng hoang tổ long này quả thực giống như nhìn thấy thịt chó hoang vậy khiến cho từng trần sợ tới mức lui vài bước suy nghĩ một chút từng trần gật gật đầu nói đương nhiên phải là ta đủ khả năng làm được hơn nữa còn không cho phép làm chuyện thương thiên hại lý đây là ngươi nói hồng hoang tổ long nhìn chằm chằm từng trần ánh mắt lóe lên trầm mặc hồi lâu hắn đột nhiên nói để ta thần phục ngươi cũng không phải là không thể chỉ cần ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta ta liền thả ngươi rời đi thậm chí đi theo ngươi nghe nói như vậy trong lòng tần trần lập tức sửng sốt hắn cũng không nghĩ tới hồng hoang tổ long này lại trực tiếp đáp ứng hơn nữa còn đáp ứng sảng khoái như vậy điều này khiến cho tần trần có chút ngoài ý muốn trong này không phải có trái gì sao được ngươi nói đi tần trần trầm giọng nói hồng hoang tổ long đột nhiên liếc mắt nhìn con rồng nhỏ bên cạnh tần trần ánh mắt kia khiến trong lòng tần trần đột nhiên toát ra một cảm giác không tốt liền nghe thấy hồng hoàng tổ long này liếm lưỡi nói yêu cầu này rất đơn giản chính là đưa con cháu chân long tộc nô dịch của ngươi cho bản tổ ăn bản tổ đã ước vạn năm nay chưa ăn gì chỉ cần ngươi cho ta ăn tên này ta liền thả ngươi rời đi hơn nữa đi cùng ngươi hai mắt hắn thăm thẳm nhìn tiểu long giống như một quỷ đói thấy được bàn đầy mỹ vị món ngon tiểu long lập tức hoảng sợ nhích lại bên người từng trần trong long hồn truyền đến cảm xúc sợ hãi từng trần nhíu mày hắn không nghĩ tới hồng hoang tổ long lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy tiểu long chính là đệ tử của chân long tộc hắn ngay cả hậu bối trong tộc của mình cũng ăn thế nào hồng hoang tổ long lạnh lùng nói chẳng lẽ một nguyện vọng nho nhỏ này đều không làm được làm sao ta tin tưởng ngươi không được từng trần lắc đầu nói thần sắc rất kiên quyết tiểu long đi theo ta tuy rằng thời gian không dài nhưng ta sẽ không để cho ngươi ăn nó ở bên ngoài này vạn tộc tôn giả rất nhiều trùng tộc ma tộc đều có ta có thể đồng ý để ngươi ăn no miệng nhưng mà tiểu long không được nghe thấy những lời từng trần nói tiểu long lập tức cảm kích nhìn từng trần thân thể run lẩy bẩy tại sao hồng hoang tổ long lạnh lùng nói chỉ là một gia hỏa chân long tộc ngươi nô dịch mà thôi hơn nữa mặc dù hắn thức tỉnh long hồn nhưng thân thể lại chưa từng lột xác cách chân long chân chính hóa thân còn có đường dài đằng đẵng chỉ cần ngươi để bản tổ ăn nó bản tổ liền đi theo ngươi không mạnh hơn gia hỏa này nhiều sao hồng hoang tổ long cười nhạo nói không được chính là không được Tần trần lạnh lùng nói tiểu long mặc dù không mạnh bằng ngươi nhưng nó là bạn của ta ta sẽ không đồng ý lúc trước ở u minh tinh hà nếu như không phải tiểu long mang theo mình tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác sợ là đã bị những người khác vây khốn hơn nữa tiểu long mặc dù bị mình nô dịch nhưng tần trần chưa bao giờ coi chúng là nô bộc của mình mà là bạn bè vậy không có gì để bàn trên người hồng hoang tổ long bộc phát ra sát khí khủng bố lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần hừ bản tổ trăm triệu năm chưa từng cắn mút linh hồn linh hồn ngươi đã không cho ta cắn mút như vậy chỉ có tộc nhân của chân long tộc này cho ta cắn mút nếu không bản tổ sẽ triệt để tiêu hao với ngươi trong lòng tần trần tức giận một khi đã như vậy cứ tiêu hao là được trên người tần trần vô tận lôi quan hiện lên đạo đạo phán quyết thần lôi hóa thành thần kiếm thông thiên muốn giao thủ với hồng hoang tổ long ngươi thật sự không suy nghĩ thêm nữa sao hồng hoang tổ long tức giận nói ngươi nô dịch một tên phế vật, đổi lại ngươi tự do, đi theo bản tổ, ngươi kiếm lớn rồi. Bất nói nhảm đi, không có gì hay ho cả, muốn đánh thì đánh. Ngay lúc từng từng quyết chí muốn cùng Hồng Hoang Tổ Long đại chiến lần nữa, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên cười phá lên. Không hiểu nổi nhân loại các ngươi, rõ ràng là có lợi như vậy, không phải không đồng ý, nhưng loại các ngươi, có đôi khi hèn hạ vô sĩ, có đôi khi lại ngây thơ đáng yêu, được rồi, ta đồng ý. Khí thế đáng sợ trên người Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên thu liễm, trở nên bình thản. Ngươi, có ý gì? nghe thấy lời hồng hoang tổ long nói từng trần lập tức ngây ngẩn cả người hồng hoang tổ long hừ lạnh nói đây chỉ là một thử thách đối với ngươi nếu ngươi đồng ý yêu cầu của ta như vậy cho dù ta bị vây khốn ức vạn năm cũng sẽ không đồng ý cho ngươi rời đi bất quá ngươi thông qua khảo nghiệm của ta từng trần cũng là ngây ngẩn cả người tại sao không cho hắn thôn vệ tiểu long ngược lại là thông qua khảo nghiệm còn tiểu long này hẳn là ngươi nô dịch nếu ngươi vì có được lực lượng càng mạnh mẽ hơn liền dễ dàng từ bỏ nó như vậy ngươi căn bản không xứng vào mắt bản tổ bản tổ làm sao có thể tin tưởng lời hứa lúc trước của ngươi hồng hoang tổ long hừ hừ hai tiếng nhưng hiện tại tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị long gia ta người bình thường long gia ta cũng lười nói với hắn nhiều như vậy tần trần cười khổ không nghĩ tới hồng hoang tổ long này còn rất giảo hoạt lại còn dám bố trí thử thách với mình còn nói mình có khẩu vị với hắn ngược lại khiến tần trần có chút bất ngờ trong vũ trụ vạn tộc chưa bao giờ để sinh mệnh nô dịch của bọn họ vào mắt rất ít người thật tâm bình đẳng đối đãi với bọn họ không ngờ ngươi có thể đem con rồng nhỏ chính mình nô dịch xem như là đồng bạn của ngươi như vậy bản tổ mới có thể yên tâm hồng hoang tổ long âm u nói tựa hồ đắm chìm trong một ít suy nghĩ hồng hoang tổ long này lại có cảm khái như vậy từng trần thầm nghĩ khả năng có quan hệ với một ít tao ngộ của đối phương vậy bây giờ ngươi đã đồng ý rồi từng trần trầm giọng nói không sai hồng hoang tổ long gật đầu chẳng qua ngươi thật sự muốn mang ta đi ta còn có hai điều kiện điều kiện gì từng trần nhíu mày hồng hoang tổ long này yêu cầu nhiều như vậy sao bất quá chính vì đối phương đưa ra điều kiện tần trần mới yên tâm nếu không nếu như đối phương trực tiếp đồng ý tần trần ngược lại có chút hoài nghi và cảnh giác yên tâm sẽ không là chuyện thương thiên hại lý hồng hoang tổ long lạnh lùng nói điều kiện thứ nhất nói đến đây thần sắc hồng hoang tổ long lại có chút nhăn nhó nửa ngày sau cũng không làm được gì cuối cùng là điều kiện gì sắc mặt tần trần trở nên cổ quái hồng hoang tổ long này có biểu lộ gì cố gắng như vậy sẽ không phải là điều kiện khó khăn gì chứ khụ khụ rất đơn giản hồng hoang tổ long cười hắc hắc trơ mặt nói không phải ngươi vừa rồi nói nơi này có rất nhiều vạn tộc sao nếu lát nữa có muội tử mà long gia ta thích ngươi phải giữ lại cho long gia ta để nàng đến không gian linh hồn này hắc hắc ngươi hiểu không ngươi muốn một con mẫu long từng trần trợn mắt há hốc mồm nói hắn lắc đầu nói theo ta được biết nơi này cũng không có mẫu long của chân long tộc hắc hắc cũng không nhất định phải là mẫu long của chân long tộc chỉ cần là dáng người nóng bỏng chật chật mấu chốt là nữ mặc kệ chủng tộc gì long gia ta chỉ cần thích đều không kiên kỵ hắc hắc long gia ta tích góp ức vạn năm a đều sắp làm cho long gia ta tức nghẹn không nổi không được một cái khẳng định không chịu nổi vẫn là cho long gia ta tìm thêm mấy cái đi Tần trần kinh ngạc nhìn hồng hoang tổ long có chút trợn tròn mắt hắn căn bản không nghĩ tới hồng hoang tổ long lại sẽ đề cập đến như vậy Tần trần không biết nên nói cái gì suy nghĩ một chút tổ long cũng giống như nhân loại ở một số phương diện nào đó vẫn là rất cần có ước vạn năm cũng thật sự là đủ lâu rồi người bình thường phỏng chừng đều nghẹn hỏng rồi Tần trần đột nhiên xuất hiện câu này chính mình cũng cảm thấy có chút không biết nói gì nghĩ đến hồng hoang tổ long này bị vây ở trong không gian linh hồn ước vạn năm không có một người bạn tình cũng thật sự không dễ dàng a à. cũng không phải long gia ta đau khổ khổ đến mức ta cũng phải hậm hực cấm dục vạn năm ngươi thử cho ta xem hồng hoang tổ long vẻ mặt đau khổ nói nhớ tới năm đó mình ở trong vũ trụ uy phong lẫm liệt lần xuất hành nào không phải mỹ nữ vờn quanh lại nghĩ tới đoạn thời gian bi thảm bị nhốt trong linh hồn không gian này không khỏi nước mắt lưng tròng điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi bất quá phải để bọn chúng tự nguyện mới được từng trần suy nghĩ một chút nói hắn nhìn thấy các chủng tộc đối địch khác có thể giết đối phương thế nhưng để hồng hoang tổ long ép đối phương phải làm loại chuyện này từng trần không thể làm được như ta anh tuấn tiêu sái uy mãnh vô địch càng là sinh linh thái sơ cao quý nhất trong vũ trụ hồng hoang tổ long lão tổ chân long tộc trong vũ trụ vạn tộc phỏng chừng có một đống mẹ muốn đạt được vũ lộ trạch của long gia ta chứ đến lúc đó ngươi chỉ cần mang bọn họ tới mị lực của long gia bảo đảm khiến cho bọn họ chia ra đồ hàng nhào tới trong vài phút hồng hoang tổ long nâng cầm bày ra tạo hình uy phong lẫm liệt có chút tự đắc nói dừng lại từng trần vội vàng kêu dừng lại chúng ta không nói những thứ này nữa hắn lo lắng nếu hồng hoang tổ long tiếp tục nói không chừng sẽ toát ra lời gì đó chết tiệt tên này rốt cuộc có phải là sinh linh thái sơ hay không hồng hoang tổ long sao lại hèn mọn như vậy chứ nếu không phải trước đó hồng hoang tổ long thể hiện ra lực lượng đáng sợ cũng để cho tiểu long thức tỉnh long hồn từng chừng đều sắp cho rằng gia hỏa trước mắt này căn bản không phải hồng hoang tổ long gì mà là giả mạo vậy điều kiện thứ hai là gì từng chừng lại hỏi thần sắc hồng hoang tổ long nghiêm túc lên điều kiện thứ hai cũng có chút khó khăn nhưng trước tiên nói rõ ràng ngươi không làm được ta sẽ không đi theo ngươi ngươi nói đi ngươi hẳn là nhìn thấy hồ nước linh hồn trước mắt này hồng hoang tổ long nói hồ nước linh hồn này chính là do linh hồn bản tổ biến thành tu luyện ước vạn năm qua tuy còn không đạt tới lực lượng thời viễn cổ nhưng tương lai linh hồn bản tổ thoát khốn hồ nước linh hồn này chính là vật bắt buộc để bản tổ khôi phục tu vi viễn cổ nếu không cho dù bản tổ thoát khốn cũng phải hao phí trăm triệu năm mới có thể khôi phục được tu vi của mình cái gì từng trần lập tức khiếp sợ vạn phần hồ nước linh hồn này lại là linh hồn lực do hồng hoang tổ long này tu luyện ra giờ khắc này từng trần chấn kinh khó trách hồ nước linh hồn này đáng sợ như vậy vẹn vẹn một giọt đã tương đương với cường độ linh hồn của hắn cao thủ địa tôn đỉnh phong đều trực tiếp hủy diệt linh hồn trì của một con viễn cổ tổ long nghĩ lại đều cảm thấy khủng bố mà lúc này rốt cuộc từng từng cũng biết được sự khủng bố của hồng hoang tổ long linh hồn trì lại khủng bố như vậy đây còn là sau khi đối phương trọng thương tu luyện ra được ức vạn năm hơn nữa linh hồn trì còn không cường đại bằng hồng hoang tổ long thời kỳ toàn thịnh hồng hoang tổ long này ở thời viễn cổ khủng bố bao nhiêu từng từng quả thực không dám tưởng tượng bởi vậy điều kiện thứ hai của bản tổ chính là ở chỗ này ngươi nhất định phải tìm được hỗn độn ngọc bích nếu như bản tổ không đoán sai trên người ngươi hẳn là có một không gian trữ vật chứ hồng Hoang tổ long thẳng nhiên nói ngươi trước đó hẳn là cũng đã thử qua ý đồ thu hồn nước linh hồn này vào trong không gian trữ vật của ngươi nhưng lại căn bản không thể thu nhập lòng gia ta không đoán sai chứ đó là bởi vì bản tổ chính là sinh linh thái sơ trong linh hồn bản tộc ẩn chứa khí tức hồng hoang cường đại nhất hỗn độn chi lực thậm chí là vũ trụ mở ra thái sơ chi lực trừ phi là không gian hỗn độn bất kỳ không gian trữ vật nào cũng không có khả năng thu linh trì của bản tổ vào mà hỗn độn ngọc bích sẽ để không gian trữ vật của ngươi tiến hóa thành không gian hỗn độn thu nhập hồ nước linh hồn bản tổ vào trong không gian hỗn độn của ngươi như vậy linh hồn bản tổ biến thành linh hồn không gian long châu mới có thể đi theo ngươi một khi bản tổ thoát khốn linh hồn của bản tổ tối thiểu có thể trong thời gian nhất định khôi phục đến một phần trình độ trước kia hồng hoang tổ long giải thích rất cặn kẽ trong lòng Tần trần cũng là triệt để rung động hỗn độn ngọc bích có thể làm cho không gian trữ vật của mình chuyển hóa thành không gian hỗn độn chỉ nghĩ thôi đã làm cho từng trần vô cùng chấn động không gian hỗn độn đây là tồn tại cường đại cỡ nào chẳng qua ta biết đi đâu tìm hỗn độ ngọc bích này từng từng câu mày nói bảo vật bực này hắn há dễ dàng có thể tìm ra chuyện này ngươi yên tâm ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hỗn độ ngọc bích kia ở trong phiến thiên địa này có bản tổ mang theo ngươi khả năng tìm được vẫn là rất lớn nhưng ngươi có thể thu phục hỗn độ ngọc bích hay không cũng không phải là thứ bản tổ có thể quyết định hết thảy phải xem chính ngươi ngươi có đồng ý hay không được ta đồng ý với ngươi ánh mắt từng từng lóe lên hắn cũng hiểu được băn khoăn của hồng hoang tổ long quả thật từ bỏ khổ tu ức vạn năm mặc cho ai cũng không làm được đã như vậy ngươi trước tiên tế luyện không gian linh hồn bản tổ một chút để bản tổ gửi ở trong tiểu thế giới ngươi chờ ngươi tìm được hỗn độn ngọc bích tu luyện thành không gian hỗn độn sau đó lại mang đi linh hồn trì của bản tổ về phần tế luyện như thế nào bản tổ sẽ cho ngươi một biện pháp dứt lời hồng hoang tổ long này nhanh chóng truyền đến một tin tức từng trần lập tức dựa theo tin tức này dung nhập một tia thần hồn của mình vào trong thế giới này lập tức một phần sáng đỏ âu lấy thần hồn của từng trần làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía ánh sáng bảy màu rực rỡ giống như cơ quan bảy màu làm cho từng trần nhìn mà ngây dạy một lát hắn cảm giác mình và không gian linh hồn này sinh ra một ít liên hệ rất nhỏ một lát sau trong lòng bàn tay trái của từng trần có thêm một cái phù ấn màu đen thần bí phù ấn là một hạt châu màu đen chính giữa hình tròn vẽ một con tổ long, tựa như một hình xăm Tần trần đã cảm giác được mình và không gian linh hồn có mục tiêu liên hệ chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể thu nhập vào trong cơ thể của mình hoặc là thu vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp về phần rời khỏi không gian linh hồn này cũng là chuyện một ý nghĩa của từng trần tiểu long người ra ngoài trước đi ánh mắt từng trần lóe lên hắn nhẹ nhàng thôi động không gian linh hồn lập tức tiểu long vốn ở trong không gian linh hồn đã xuất hiện trong hồ nước linh hồn lần nữa đi tới trước long châu do không gian linh hồn màu đen biến thành tiểu tử nhân tộc ngươi còn sợ long gia lừa ngươi sao long gia ta nói đi theo ngươi đương nhiên sẽ không nuốt lời tiền đề là ngươi phải hoàn thành điều kiện của long gia ta hồng hoang tổ long cười hắc hắc nói được rồi hiện tại ngươi có thể thu nhập không gian linh hồn của bản tổ vào trong cơ thể của ngươi từng trần hiếp mắt nói không vội mặc dù hiện tại ta đã có thể khống chế không gian linh hồn này bất quá khống chế của ta hoàn toàn do ngươi khống chế một khi ngươi tiến vào trong cơ thể ta ngăn cách ta khống chế không gian linh hồn này vậy chẳng phải ta sẽ mặc cho ngươi xử lý từng trần cũng không dám tùy tiện thu hồng hoang tổ long này vào trong cơ thể mình thậm chí là trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp từng trần cũng có chút không dám lấy thực lực hồng hoang tổ long ai biết sẽ phát sinh chuyện gì ha ha ngươi là sợ long gia ta hại được ngươi nói ngươi muốn làm thế nào hồng hoang tổ long tùy tiện nói về phần trước đó ngươi nói nuôi dịch bản tổ luyện hóa long hồn của bản tổ ngươi cũng đừng có nghĩ tới ngươi cũng biết long gia ta sẽ không đồng ý cho dù có đồng ý ngươi cũng không làm được ta nghĩ trước đó ngươi cũng không nghiêm túc chuyện này thật sự bị hồng hoang tổ long nói đúng lúc trước từng trần nói muốn luyện hóa long hồn của hắn bắt hắn nô dịch hoàn toàn chỉ là để uy hiếp đối phương lấy lực lượng linh hồn của hồng hoang tổ long hiện tại từng trần không thể nô dịch đối phương cưỡng ép in dấu hồn ấn vào long hồn của đối phương ngược lại sẽ bị phản vệ tự tìm đường chết giữa ngươi và ta có thể ký kết khế ước từng trần nói được rồi vậy ngươi nói thẳng đi ký kết khế ước gì đó hồng hoang tổ long rất là tùy ý theo hắn linh hồn của từng trần quá yếu có thể ký kết khế ước gì cho dù là cưỡng ép ký kết hắn cũng có thể xé nát bất cứ lúc nào đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý theo Tần trần rời đi bởi vì Tần trần căn bản không trói buộc được hắn Tần trần khoanh chân ngồi thần hồn của hắn cùng bản thể bên ngoài lấy được liên hệ lập tức từ trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp của bản thể truyền đến một cổ khí tức mãnh liệt vạn giới ma thụ mà khí cuồn cuộn ở trong thần hồn của Tần trần hình thành một đạo khế ước thần hồn lơ lửng trước mặt hồng hoang tổ long đồng thời trên khế ước thần hồn còn có đạo đạo phán quyết thần lôi cùng với lực lượng thần đế đồ đằng đây cơ hồ là mấy nguồn lực lượng cường đại nhất trong cơ thể từng trần rồi về phần lực lượng hắc ám từng trần tạm thời không sử dụng bởi vì lực lượng hắc ám không thuộc về vũ trụ này mà hồng hoàng tổ long chính là sinh linh thái sơ vạn nhất có ảnh hưởng gì ngược lại được không bù cho cái mất khí tức của tổ thủ ma tộc ngươi chặt bao nhiêu cành lá từ trên thân tổ thủ của ma tộc còn có lực lượng của tài quyết thần lôi chật chật ngươi lo lắng long gia ta nuốt lời sao hồng hoàng tổ long đập miệng nói ánh mắt lóe lên bất quá hắn cũng không do dự trực tiếp từ trong long hồn của mình phân ra một cổ lực lượng dung nhập vào trong khế ước này dưới cái nhìn của hắn cho dù ba loại lực lượng này kết hợp tân trần cũng không có khả năng cùng hắn hoàn thành khế ước hoàn chỉnh lấy cường độ linh hồn của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể xé hủy khế ước sau khi long hồn hồng hoang tổ long kết hợp với đạo khế ước này lập tức một cổ khí tức kinh khủng từ trong khế ước tuôn trào ra dung nhập vào trong linh hồn hồng hoang tổ long hả cái gì cái này con người hồng hoang tổ long bỗng dưng trợn tròn khế ước giữa hắn và tần trần chẳng những hoàn thành hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được một cổ lực lượng mịt mờ tiến vào trong long hồn của mình thậm chí có thể mơ hồ ảnh hưởng đến linh hồn của mình sao có thể như vậy sắc mặt hồng hoang tổ long lập tức khó coi khí tức cuồn cuộn trên người hắn hồng hoang hỗn độn khí đáng sợ bạo quyển muốn xé nát một cổ khế ước chi lực này thế nào khế ước vừa ký kết ngươi liền muốn xé rách từng trần lạnh lùng nhìn hồng hoang tổ long ngươi và ta ký kết khế ước hòa bình cũng không phải là khế ước nô dịch gì lẽ nào ngay cả khế ước hòa bình này ngươi cũng không chịu hay cái gọi là giao dịch trước đó đều là gạt ta hồng hoang tổ long hơi ngẩn ra sắc mặt lập tức xấu hổ lên trên thực tế lúc trước sở dĩ hắn đồng ý với tần trần thật sự là có loại tâm tư này bởi vì hắn khẳng định tần trần căn bản không có thủ đoạn trói buộc mình hắn cho dù đi theo tần trần chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt lại quyền khống chế không gian linh hồn thậm chí phát động tiến công với linh hồn của tần trần nhưng không nghĩ tới tần trần lại thật sự ký kết khế ước thần hồn với hắn khụ khụ sao lại như vậy bản tổ nói chỉ cần ngươi hoàn thành hai điều kiện của ta ta sẽ theo ngươi ngươi ta hai người liên thủ không phân biệt lẫn nhau Hồng Hoang Tổ Long xấu hổ cười nói, hắn cũng không nghĩ rằng nhất định sẽ ra tay với Tần Trần, nếu như khế ước bây giờ đã thành, hắn tạm thời cũng lười trở mặt với Tần Trần. Hừ, khế ước thần hồn này mặc dù đã thành hình, nhưng bản tổ muốn xé nát, bất quá cần hao phí một ít công phu, cũng không phải việc khó. Trong lòng Hồng Hoang Tổ Long âm thầm nói. Tần Trần nhìn biểu cảm của Hồng Hoang Tổ Long, sao lại không biết ý nghĩa của đối phương, cho dù là Hồng Hoang Tổ Long này hiện tại không có dị tâm, ai có thể cam đoan sau này cũng sẽ không có dị tâm. Cho nên khế ước thần hồn này là thủ đoạn nhất định. Bây giờ, khế ước thần hồn hình thành, Từng Trần lập tức cảm giác được vạn giới ma thủ đã có liên hệ nhất định với Long Hồn Hồng Hoang Tổ Long này, đến lúc đó cho dù Hồng Hoang Tổ Long này cưỡng ép muốn xé rách khế ước, cũng phải trả giá thật lớn. Sau đó, Từng Trần đem thần hồn của mình từ trong không gian linh hồn rời khỏi, xuất hiện ở trước mặt Long Châu màu đen, ngay sau đó thần hồn của Từng Trần dọc theo xích thần pháp tắc, nhanh chóng trở về bên trong bản thể Từng Trần. Khi đạo thần hồn này kết hợp cùng linh hồn trong bản thể Từng Trần, trên người Từng Trần, một lực lượng thần hồn minh môn bỗng nhiên tràn ngập ra. Trong khoảnh khắc, cường độ linh hồn của Từng Trần tăng lên rất nhiều, não hải không linh từng luồng lực lượng long hồn hóa thành hư ảnh một con chân long bay lượn trên không linh hồn hắn nếu nói lúc trước từng trần mặc dù có được thân thể chân long chân long chi huyết chân long chi khí nhưng không có chân long chi hồn như vậy hiện tại trong linh hồn từng trần cũng có một tia chân long chi hồn cho dù thật sự tiến vào chân long tộc cũng sẽ không có người nhìn ra hắn là một con người đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha